Cô chào các em, cô tên là Võ Đinh Hải Linh, là giáo viên lịch sử trường Trung học cơ sở Tân Thới Hòa. Ở tiết học ngày hôm trước, các em đã được tìm hiểu bài số 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ từ năm 1428 đến năm 1527. Ở tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 23. Bài 22 thì theo chương trình tinh giản của bộ, chúng ta sẽ không học. Nhưng để cho các em có thể thuận lợi theo dõi bài học mới thì cô sẽ nhắc lại kiến thức của bài 22. Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, nhà Lê bắt đầu suy yếu, các cuộc đấu tranh nổ ra, sự tranh chấp quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến diễn ra quyết liệt, mà nổi bật là cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều và chiến tranh Trịnh Nguyễn. Trong đó, cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn đã đưa đến hậu quả là đất nước ta bị chia cắt thành đảng trong, đảng ngoài. Bây giờ các em hãy quan sát lên bản đồ Việt Nam. Cô sẽ hướng dẫn cho các em cái cách để chúng ta xác định vị trí đảng trong, đảng ngoài trên bản đồ. Đây là con sông Danh thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, là ranh giới để chia cắt đất nước lúc bấy giờ từ sông Danh trở ra ngoài Bắc gọi là đảng ngoài, và do chúa Trịnh nắm quyền biến vua Lê thành Bù Nhìn, từ sông Danh vào Nam gọi là đảng trong, do chú Nguyễn nắm quyền. Và tình trạng chia cắt này kéo dài cho đến cuối thế kỷ 18 mới chấm dứt. Như vậy, đó là kiến thức của bài 22. Bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ hai, kinh tế văn hóa trong các thế kỷ 16 đến 18. Chiến tranh liên miên giữa hai thế lực phong kiến Trịnh Nguyễn đã gây biết bao đau thương cho dân tộc, đặc biệt sự phân chia cát cứ kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển chung của đất nước. Vậy, tình hình kinh tế văn hóa nước ta trong giai đoạn này như thế nào? Chúng ta đi vào bài 23, kinh tế văn hóa trong các thế kỷ 16 đến 18. Ở bài số 23 này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung lớn. Thứ nhất, đó là kinh tế gồm có một, nông nghiệp; hai, sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán. Phần 2 La Mã văn hóa, chúng ta sẽ tìm hiểu một, tôn giáo; hai, sự ra đời của chữ quốc ngữ; ba, văn học và nghệ thuật dân gian. Bây giờ chúng ta đi vào phần 1 La Mã kinh tế. Một nhỏ, nông nghiệp. Ở đây cô có một câu hỏi muốn đặt ra cho các em, đó là các em hãy so sánh tình hình nông nghiệp đàng ngoài với nông nghiệp đàng trong. Thì để trả lời được câu hỏi này, các em cần lập cho cô một cái bảng so sánh gồm có 3 cột. Cột thứ nhất gồm các nội dung sau: tình hình chung, biểu hiện, nhận xét. Cột thứ hai, đàng ngoài. Cột thứ ba, đàng trong. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách trả lời. Ở đàng ngoài, tình hình chung đó là sản xuất bị phá hoại nghiêm trọng. Biểu hiện của nó đó là chính quyền không chăm lo đến thủy lợi, khai hoang, ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập, chế độ thuế khóa, binh dịch nặng nề khiến cho đời sống người dân trở nên cơ cực, nông dân bỏ làng đi phiêu bạt khắp nơi. Từ đó chúng ta có thể rút ra nhận xét là nông nghiệp không phát triển. Ở đằng trong thì tình hình chung đó là phát triển thuận lợi, biểu hiện là chính quyền tổ chức di dân, khai hoang, lập thành làng ấp, diện tích được mở rộng. Vào năm 1698 thì chúa Nguyễn đã cử Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lý vào phía Nam và đặt ra phủ Gia Định. Đây chính là phủ Gia Định. Phủ Gia Định lúc bấy giờ có hai dinh, đó là dinh trấn biên gồm các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, và dinh phiên trấn gồm các tỉnh Tây Ninh, Long An, thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng vùng đất từ Mỹ Tho đến Hà Tiên. Và đây là tượng chân dung của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ông sinh năm 1650, mất năm 1700. Ông là người có công lớn đối với cho việc đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhân vật Nguyễn Hữu Cảnh này chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn ở trong phần lịch sử địa phương. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng nhờ sự quan tâm của chú Nguyễn cũng như điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nông nghiệp
ở đàng trong phát triển hơn so với đàng ngoài, năng suất lúa cao hơn. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong tình hình nông nghiệp. Bây giờ chúng ta đi qua phần số 2, sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán. A nhỏ, thủ công nghiệp. Mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ của chiến tranh, và nhưng do nhu cầu của xã hội, nên thế kỷ thứ 17, thủ công nghiệp phát triển, xuất hiện các làng nghề thủ công nổi tiếng như gốm Thổ Hà, Bắc Giang, gốm Bát Tràng, Hà Nội, dệt La Khê, Hà Nội, rèn sắt Nho Lâm ở Nghệ An, rèn sắt Hiền Lương, Phú Bài ở Huế, đường mía ở Quảng Nam. Và đây là sản phẩm của các làng nghề thủ công. Trong các sản phẩm trên thì gốm Bát Tràng là sản phẩm được ưa chuộng hơn cả bởi vì mẫu mã đa dạng, phong phú, màu sắc hài hòa, hoa văn tinh tế nên các thương nhân cũng như nhân dân ta rất là ưa chuộng gốm Bát Tràng. Vì vậy có câu ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Việc xuất hiện các mặt hàng thủ công có giá trị đã góp một phần phát triển kinh tế đất nước. Vậy chúng ta qua phần B, thương nghiệp. Do nghề thủ công phát triển, nhu cầu mua bán của người dân tăng lên nên thương nghiệp cũng có điều kiện phát triển, xuất hiện nhiều chợ, phố xá, đô thị như ở đằng ngoài có Thăng Long, Phú Hiến, ở đằng trong có Thanh Hà, Hội An, Gia Định. Và việc xuất hiện các đô thị đã thu hút đông đảo các thương nhân châu Âu, châu Á đến buôn bán tấp nập và các chúa đã thông qua việc cho họ vào buôn bán để nhờ mua vũ khí. Nhưng mà về sau các chúa nhận thấy họ đã bí mật điều tra tình hình chính trị, xã hội, nước ta để phục vụ cho âm mưu xâm lược, cho nên các chúa đã thi hành chính sách hạn chế ngoại thương. Do vậy, nửa sau thế kỷ thứ 18, các đô thị lần lượt suy tàn. Chúng ta đã tìm hiểu xong phần 1 La Mã Kinh tế. Để các em có thể nắm được nội dung của phần 1 La Mã Kinh tế, thì cô có một câu hỏi đặt ra, đó là các em hãy nhận xét cho cô về tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 18. Thì để trả lời được câu hỏi này, thì chúng ta cần có các ý sau. Thứ nhất, về nông nghiệp. So với đàng ngoài thì nông nghiệp đàng trong phát triển hơn. Thứ hai, về thủ công nghiệp, đó là xuất hiện thêm nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng. Thứ ba, về thương nghiệp, buôn bán phát triển, xuất hiện các đô thị mới. Từ đó chúng ta có thể rút ra nhận xét là kinh tế nước ta từ thế kỷ 16 cho đến thế kỷ thứ 18 thì vẫn có sự phát triển nhất định, mặc dù tình hình đất nước không ổn định, chia cắt kéo dài. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong phần 1 La Mã Kinh tế. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần 2 La Mã Văn hóa để xem coi cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân ta trong giai đoạn này như thế nào. Đầu tiên, chúng ta đi vào phần 1 Tôn giáo. Trong các thế kỷ 16 đến 17, Nho giáo vẫn được chính quyền phong kiến đề cao. Trong khi đó, Phật giáo, Đạo giáo ở thế kỷ thứ 15 bị hạn chế thì nay đã được phục hồi. Và một địa điểm nổi bật trong tôn giáo trong giai đoạn này đó là sự xuất hiện của một tôn giáo mới. Thế kỷ thứ 16 thì đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta và đã được nhân dân ta tiếp nhận. Nhưng do đạo Thiên Chúa không phù hợp với cách cai trị dân của chính quyền phong kiến, cho nên các chúa Trịnh, chúa Nguyễn đã ra sức ngăn cấm, nhưng các giáo sĩ phương Tây vẫn tìm cách truyền bá đạo. Trong khi đó, ở nông thôn thì nhân dân ta vẫn giữ nếp sống truyền thống với những hoạt động như thờ cúng tổ tiên, thờ thành hoàng. Hàng năm, sau những ngày tháng lao động vất vả, mệt nhọc, thì các làng đều tổ chức các lễ hội để mọi người vui chơi giải trí với nhiều hoạt động như thi thổi cơm, đấu vật hay đi cầu khỉ, v.v. Và qua các hoạt động này đã giúp gắn chặt thêm tình đoàn kết, tương thân tương ái, tình yêu quê hương đất nước giữa các dân tộc, các tầng lớp, và nó đã được đúc kết qua rất nhiều câu ca dao như nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng, hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn.
Và các em có thể thấy được rằng trải qua nhiều thời gian thì cái tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình yêu quê hương đất nước này nó không hề bị mai một đi mà nó vẫn được nhân dân ta lưu giữ và truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và chúng ta thấy được rằng trong cái bối cảnh xã hội hiện nay thì cái tinh thần này nó vẫn phát huy. Đặc biệt nhất các em thấy là trong những cái tháng ngày gần đây khi đất nước chúng ta đang phải chống dịch Covid thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần đoàn kết này nó phát huy rất là mạnh mẽ, đó là sự san sẻ, sự giúp đỡ giữa con người với nhau. Nó được thể hiện qua rất nhiều những cái hành động như cua đơn cử, đó là việc đặt những cái cây ATM gạo để chia sẻ bớt một phần nào đó khó khăn đối với người dân. Chúng ta đã tìm hiểu xong về tình hình tôn giáo ở nước ta trong các thế kỷ 16 đến 18. Bây giờ chúng ta đi qua phần 2, sự ra đời của chữ quốc ngữ. Vậy cô có một câu hỏi muốn đặt ra cho các em, đó là chữ quốc ngữ là chữ như thế nào? Chữ quốc ngữ chính là chữ viết chúng ta sử dụng hàng ngày. Vậy chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Vào thế kỷ thứ 17, tiếng Việt chúng ta đã trở nên phong phú và trong sáng, thì các giáo sĩ phương Tây họ đã học tiếng Việt để truyền đạo. Họ sử dụng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt và chữ quốc ngữ đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Đây là công trình của nhiều giáo sĩ phương Tây và giáo sĩ Alexander Ross là người có đóng góp quan trọng. Cô giới thiệu với các em, đây là giáo sĩ Alexander Ross. Ông là một giáo sĩ người Pháp và ông đã có một thời gian dài truyền bá đạo ở nước ta. Còn đây là bảng chữ cái Latin. Và bên đây là chữ Latin và chữ tiếng Việt mà các giáo sĩ phương Tây đã dùng hình thức chữ viết sau để ghi âm tiếng Việt chúng ra. Còn đây là một trang kinh thánh, một trang giáo lý có ghi bằng chữ quốc ngữ. Và đây là cuốn từ điển Việt Bồ Latin do giáo sĩ Alexander Ross xuất bản vào năm 1651. Thì trải qua nhiều thăng trầm, chữ cái Latin ghi âm tiếng Việt đã trở thành chữ quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay bởi vì nó là thứ chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến. Chúng ta đã tìm hiểu xong về chữ viết của chữ quốc ngữ. Bây giờ chúng ta đi qua phần 3, văn học và nghệ thuật dân gian. A nhỏ, văn học. Trong các thế kỷ 16, 17, văn học chữ Hán vẫn chiếm ưu thế, nhưng văn học chữ Nôm đã phát triển mạnh hơn trước, đặc biệt là sự xuất hiện của rất nhiều truyện Nôm, thơ Nôm. Có thể kể đến tác phẩm tiêu biểu đó là Bộ Thiên Nam Ngữ Lục, là một bộ diễn ca lịch sử gồm có hơn 8.000 câu thơ lục bát xuất hiện vào thế kỷ thứ 17. Và nội dung của các tác phẩm thường viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công trong xã hội và bộ máy quan lại. Trong thời kỳ này, có rất nhiều những nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông sinh năm 1491, mất năm 1581, nhân dân ta quen gọi ông với cái tên Trạng Trình. Và ông có các tác phẩm như Bạch Vân An thi tập, Bạch Vân Quốc Âm thi tập. Hay một nhà thơ khác đó là Đào Duy Từ. Ông sinh năm 1572, mất năm 1634. Ông có các tác phẩm như Ngoạ Long Cương Vãn, Từ Dung Vãn. Bên cạnh dòng văn học chính thống, thì sang nửa đầu thế kỷ thứ 18, văn học dân gian đã được phục hồi và phát triển phong phú với nhiều thể loại như truyện dài, thơ, truyện tiếu lâm. Các tác phẩm có thể kể đến như truyện Trạng Quỳnh, truyện Trạng Lợn hay truyện Chê Cóc, vân vân. Chúng ta đã tìm hiểu xong về văn học nước ta. Bây giờ chúng ta đi qua phần B, nghệ thuật dân gian. Nghệ thuật dân gian trong giai đoạn này đã được phục hồi và phát triển có với nhiều loại hình như múa trên dây, ảo thuật, múa đèn và điêu khắc gỗ trong các đình chùa. Đặc biệt, điêu khắc gỗ trong thời kỳ này thường diễn tả cuộc sống hàng ngày với những nét chạm trổ đơn giản, dứt khoát,
Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được đặt tại chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh. Và cô nói thêm một chút xíu, bức tượng này là một trong 30 bảo vật quốc gia của nước ta. Bên cạnh nghệ thuật điêu khắc thì nghệ thuật sân khấu cũng phát triển đa dạng, phong phú với nhiều loại hình như tuồng, chèo hay hát ả đào. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng trong thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18 thì nhân dân ta đã đạt được rất nhiều thành tựu quý báu. Đó cũng chính là kết quả của sự lao động cần cù sáng tạo trong mọi lĩnh vực của nhân dân ta. Và để các em có thể nắm được nội dung của phần 2 La Mã thì ở đây cô có một câu hỏi đặt ra cho các em. Đó là từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18 thì văn hóa nước ta đã đạt được những thành tựu gì? Thì các em sẽ ghi lại câu hỏi này vào trong vở của các em và các em sẽ về nhà các em làm và các em chú ý cô sẽ hướng dẫn cho các em cách làm. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ lập cho cô một cái bảng thống kê có hai cột. Cột thứ nhất đó là lĩnh vực, gồm có các lĩnh vực sau: tôn giáo, chữ viết, văn học, nghệ thuật dân gian. Và cột thứ hai chúng ta sẽ có đó là các thành tựu tiêu biểu. Vậy thì các em sẽ dựa vào cái nội dung của phần 2 La Mã, các em sẽ ghi ra cho cô các thành tựu tiêu biểu. Cô lấy ví dụ như trong lĩnh vực chữ viết, thành tựu tiêu biểu của nó đó là thế kỷ thứ 17 chữ quốc ngữ ra đời. Các em đã nắm được cách làm chưa? Vậy thì các em sẽ có nhiệm vụ đó là các em về nhà các em hoàn thành cái bài tập, cái câu hỏi này vào trong vở và tiết sau sẽ sửa cái bài tập này cho các em. Thì cái bài 23 đến đây là kết thúc, nhưng mà trước khi kết thúc bài học thì cô có một số nội dung cô muốn dặn dò các em. Cái thứ nhất đó là các em sẽ về nhà các em học bài 23. Và cái thứ hai, các em sẽ hoàn thành cái bài tập lập bảng thống kê các thành tựu văn hóa từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 18. Và tiết sau chúng ta sẽ sửa cái bài tập này. Và do bài số 24, khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỷ thứ 18, theo chương trình tinh giản của bộ chúng ta sẽ không học. Cho nên các em sẽ đọc trước bài số 25, phong trào Tây Sơn, để tiết sau chúng ta sẽ học bài phong trào Tây Sơn. Thì tiết học của cô đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.